Mày có quay ở ngoài không? Quay lúc bắt không? Có, không. Có nghĩa đừng bao giờ mình tính tới mấy cái. Má mình lên cái chiều đó ăn hay thua, mình lên chiều thua bao nhiêu loại luôn. Bóng gì dữ nè, giống. Hả? Có chim trong muối ớt hả? Anh Lộc CD. Lộc CD. À, Lộc CD. Chung dễ á. FC Cua Việt xin gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với cái video clip ngày hôm nay của em Hùng Đông Tinh. Ngày hôm nay là buổi tiệc hợp mặt để mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương của đội FC Cua Việt. Mọi người đây là anh Dũng nước quá Dũng Cua. Là nhà anh chủ tịch câu lạc bộ FC Cua Việt. Nhà giật có hàng để em giùm cái. Kế bên Dũng Cua đó là anh Cường, đồng chủ tịch câu lạc bộ FC Cua Việt. Đó, 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 coi anh Tiến nghe tới em. Đó. Đây là Tiến thủ môn U23 Nguyên hả? Nguyên hả? Cụ Hương Ba, Tiến Ba Nha. Sao đây là chung vệ thép của đội FC Cua Việt. Lọc CD. Chào mọi người, đây là một trong những cầu thủ đẹp trai nhất của FC Cua Việt. Là một trong những hình ảnh đại diện của FC Cua Việt. Không có gì mà mọi người ăn cua của Cua Việt. Nay mấy anh em ăn lễ nhẹ thôi. Xin mời tất cả mọi người cùng dùng. Để em cắt cho cả nha. Ủa cắt có sẵn nha. Là anh để anh quay á. Để em quay á. Rồi vài bữa đâu cũng giờ ra đi xì lại à. Giờ xì đi lại à. Hai tháng rồi mới mở lại. Có thân gần đây anh rồi. Hóc Môn. Đi chơi quanh Hóc Môn. Rồi đúng không? Vô anh em mình vô cái. Dạ. Anh tên gì? Dạ em nhỏ, em Hiếu. Hiếu như năm 87 mà anh. À 87 à, đúng rồi. Nhỏ 87. Em nữa. Rồi Dũng. Dạ. Bầu nhiệt tình quá ông Bầu. Bầu nhiệt tình quá vô, ông Bầu làm cô Giang mà còn cắt cô nữa. Rồi em nói đọc đó. À. Có gì anh giống anh lắm, hai anh em giống với nhau quá. Hồi Dũng thì anh em xin đôi. Thôi em có rồi nè, em có rồi, nói được. Anh em. Chế biến mang về, chung là bán mang mua về cũng được, mà muốn chế biến sẵn cũng được. Con nhỏ thì chắc đang cắt bịch. Đấy, cái lai là có mặt này đang độc quyền. Sò thoải mái rồi, sò. Đội FC Cua Việt không có gì nhiều, chỉ có trai đẹp nhiều thôi. Không có BD. Ủa anh là nhập hải sản sống không? Anh nhập sống không? Con sống mà. Con này có mấy ký vô? Còn 3 ký. Rồi anh cứ bè nó 3 ký, con này ký khoảng nhiêu anh? Cua này ký khoảng nhiêu? Em bán 2 triệu 6 và 7. Nghe con này là trung bình là 7 triệu rồi. Mời mọi người ăn nha mọi người. Để nước miếng luôn. Thơm ngon, tươi. Ai muốn ăn cua hãy đến với Cua Việt.